Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức gặp mặt động viên đội bóng đá Nhi Đồng trước khi lên đường tham dự vòng chung kết giải bóng đá Nhi Đồng toàn quốc Cúp Côn Siêu Phàm 2019. Vòng chung kết được tổ chức tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 với sự tham dự của 16 tỉnh thành ngành trong cả nước. Các tuyển chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn hai đội nhất nhì mỗi bảng vào đá tứ kết, bán kết và chung kết. Đội bóng đá Nhi Đồng Hưng Yên được thành lập cách đây 5 năm nhưng đã 4 lần lọt tới vòng tứ kết toàn quốc. Năm 2018, đội đã giành giải nhì. Tại Đại hội bóng đá học sinh Nhật Bản diễn ra vào đầu tháng 5 vừa qua, đội bóng đá Nhi Đồng Hưng Yên được mời tham dự và đã giành giải nhì. Tại buổi gặp mặt, ban huấn luyện và các cầu thủ nhí cùng hứa quyết tâm cố gắng thi đấu hết mình để đạt thành tích cao tại giải, mang vinh quang về cho tỉnh nhà. Vừa qua tại tỉnh Lào Cai đã diễn ra giải Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2019. Giải có sự tham gia của 46 đơn vị với hơn 1.300 vận động viên. Tham dự giải, đoàn Hưng Yên có 18 vận động viên tranh tài ở hai nội dung, thi đấu đối kháng và thi đấu quyền. Kết thúc giải, đoàn Hưng Yên đã giành được 2 huy chương vàng của vận động viên Đinh Văn Tiền, hạng cân trên 78kg, vận động viên Nguyễn Thị Trang, hạng cân 73kg, cùng với 3 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Vừa qua, huyện Phù Cừ đã tổ chức khai mạc giải bóng đá nam 7 người huyện Phù Cừ hè năm 2019. Tham dự giải có 15 đội bóng đến từ 14 xã thị trấn và công an huyện, được chia thành 4 bảng, trong đó các bảng A, B, C có 4 đội, bảng D có 3 đội, thi đấu vòng tròn tính điểm chọn ra hai đội nhất nhì ở mỗi bảng vào thi đấu vòng tứ kết. Theo lịch thi đấu, giải được diễn ra trên sân cỏ nhân tạo huyện Phù Cừ vào các ngày cuối tuần trong tháng 7. Lễ bế mạc giải bóng đá sẽ tổ chức vào ngày 30 tháng 7 năm 2019. Dù mới thành lập, nhưng Trung tâm Đào tạo bóng đá Ninh Phong ở xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đã thu hút rất đông học viên là các bạn học sinh trong xã đến rèn luyện bóng đá một cách chuyên nghiệp, bài bản. Trung bình mỗi ngày có khoảng 50 học viên đến trung tâm để được trau dồi các kỹ năng vận động, kỹ thuật đá bóng. Bên cạnh việc tạo dựng niềm tin cho các bậc phụ huynh, trung tâm còn đào tạo kỹ năng bóng đá và mang đến cho các em nhỏ sân chơi lành mạnh, bổ ích sức khỏe. Nhằm trang bị kỹ năng bơi lội, nâng cao thể chất, hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ, trường Trung học phổ thông Nam Khoái Châu đã mở lớp dạy bơi miễn phí cho con em cán bộ giáo viên cùng nhiều học sinh trong trường. Giáo viên thể chất của nhà trường chính là những người trực tiếp giảng dạy. Thông qua 15 buổi học, các học viên được trang bị những kỹ năng cần thiết, kỹ thuật bơi căn bản như khởi động trước khi xuống nước, xử lý sau khi bị chuột rút, gặp vùng nước xoáy và cách xử lý các tình huống nguy hiểm bất ngờ xảy ra cho trẻ. Các học viên còn được học kiểu bơi thông dụng như bơi ếch, bơi sải, bơi ngửa, bơi bướm, bơi chó. Trong khi ở nhiều địa phương đã đầu tư kinh phí để cải tạo ao bơi và xây dựng bể bơi phục vụ nhu cầu vui chơi của trẻ. Tuy nhiên tại huyện Tiên Lữ, các xã có ao bơi, bể bơi còn rất hạn chế, ghi nhận ở hai xã Lệ Xá và Hưng Đạo. Hiện nay ở xã Lệ Xá chưa có một ao bơi hay bể bơi nào. Vì thế cả phụ huynh và trẻ nhỏ ở địa phương rất khó khăn trong việc tìm kiếm một sân chơi bổ ích cho trẻ, đặc biệt là tìm được một nơi để học bơi. Ở xã cháu không có chỗ bơi, cũng không có chỗ vui chơi. Nếu mà muốn đi chơi, cháu phải lên tận phố Giác để chơi. Ở xã này này trước hết là chưa có một điểm vui chơi mà ông chưa làm được. Các cháu ở nhà thì thường nhảy dây rồi chơi nhảy cò. Mặc dù địa phương đã quy hoạch đất ở 3 thôn, mỗi thôn 2.000m² để xây sân chơi ao bơi cho trẻ nhỏ. Nhưng đến nay, do chưa có kinh phí nên chưa san lấp được. Thực ra là muốn có một cái bể bơi chung, nhưng mà do điều kiện kinh phí không có thì cái này cũng đề nghị với lại cấp các ngành tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để làm sao có một cái bể bơi cho các cháu trong mùa hè để các cháu tập bơi. Không riêng gì Lệ Xá, Hưng Đạo cũng là địa phương chưa có ao bơi, bể bơi cho trẻ. Sao cháu chưa có bể bơi? Thường thường thì bọn cháu sẽ bơi ở ao. Ở cả ba thôn của xã Hưng Đạo đều đã quy hoạch sân chơi cho trẻ. Tuy nhiên để có thể cải tạo ao hồ thành ao bơi hay xây mới bể bơi cũng là điều hết sức khó khăn. Về phía địa phương thì tại kỳ họp hội đồng dân vừa rồi chúng tôi cũng đã có cái quy hoạch các khu vực ao bơi để cho mỗi thôn một cái ao bơi. Và cũng có cái hướng là sẽ kêu gọi nhân dân có đóng góp ủng hộ để có kinh phí xã hội hóa xây dựng ao bơi cho các cháu.
Toàn huyện hiện có 6 trên 15 xã thị trấn chưa có ao bơi, bể bơi là Dị Chế, An Viên, Hưng Đạo, Lệ Xá, Ngô Quyền và thị trấn Vương. Mặc dù các địa phương trên đều có quy hoạch đất để xây dựng ao bơi, bể bơi, nhưng nguồn kinh phí vẫn là trở ngại lớn nhất. Theo thống kê từ Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, trong năm 2018 có 4 trẻ tử vong do đuối nước. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có 2 trẻ tử vong vì đuối nước, một trường hợp ở Dị Chế, một trường hợp ở Hưng Đạo. Đây đều là những địa phương chưa có ao bơi, bể bơi. Hỗ trợ cho các cái địa phương để cải tạo các cái ao bơi. Thế và chúng tôi sẽ phân vùng. Đấy, phân vùng ra để có cái khoảng cách giữa các xã với nhau, làm sao có được những cái ao bơi để các xã lân cận với nhau để tạo điều kiện cái ao bơi cho các cháu. Từ năm 2018 đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện đã hỗ trợ 200 triệu đồng cho các địa phương để cải tạo và xây ao bơi. Tuy nhiên, để tất cả các xã trong huyện đều có ao bơi, bể bơi thì rất cần sự quan tâm hơn nữa từ các cấp các ngành liên quan và sự chung tay của toàn xã hội. Bình nước nóng Rossi Sapphire, sản phẩm cao cấp của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.